ba tỳ kheo thiện trụ phó thác thứ ba tu hành trụ bấy giờ thiện tài đồng tử chuyên nhớ lời dạy của thiện tri thức chuyên niệm pháp môn phổ nhãn chuyên niệm thần lực của phật chuyên trì mây câu pháp chuyên vào môn biển pháp, chuyên nghĩ về pháp khác biệt, thâm nhập vào pháp xoay chuyển, vào khắp pháp hư không, tịnh trị pháp ế chướng, quan sát nơi pháp bảo dần dần đi về hướng nam, đến bên đường lăng già, thôn xóm hải ngạn, quan sát mười phương tìm cầu tỳ kheo thiện trụ thấy tỳ kheo thiện trụ đó đang đi kinh hành ở trong hư không, có vô số chư thiên cung kính vây quanh giải các hoa trời, tấu kỹ nhạc trời, chàng phan gấm lụa đều nhiều vô số để khắp hư không dùng để cúng dường. Các đại long vương ở trong hư không nổi lên mây hương trầm thủy không nghĩ bàn, sấm sét ánh chớp dùng để cúng dường. Khẩn Na La Vương tấu các âm nhạc, khen hay như pháp dùng để cúng dường, Ma Hầu La Già Vương dùng y phục rất vi tế không nghĩ bàn, răng bày trang trí khắp trong hư không, tâm sinh hoan hỉ dùng để cúng dường. A Tu La vương nổi mây mani báu không nghĩ bàn vô lượng quang minh đủ thứ tra nghiêm đẩy khắp hư không dùng đẻ cúng dường. Ca lâu La vương làm thân đồng tử vô lượng thẻ nữ vây chung quanh rốt giáo thành Tựu Tâm không giết hại ở trong hư không chắp tay cúng dường. Các La sát vương số nhiều không nghĩ bàn có vô lượng La sát vây quanh, thân hình cao lớn rất đáng sợ hãi, thấy Tỳ kheo thiện trụ tâm tử tự tại, cúi mình chắp tay, chiêm ngưỡng cúng dường. Các dạ xoa vương số nhiều không nghĩ bàn, mỗi mỗi đều có chúng của mình vây quanh bốn bên cung kính giữ gìn, các Phạm Thiên Vương số nhiều không nghĩ bàn ở trong hư không, cúi mình chắp tay, dùng pháp nhân gian để tán thán khen ngợi, các Tịnh cư thiên số nhiều không nghĩ bàn, đến với các cung điện ở trong hư không, cung kính chắp tay, phát hoàng thệ nguyện. Bấy giờ Thiện Tài Đồng Tử thấy việc đó rồi, sinh tâm hoan hỉ, chắp tay kính lễ, nói như vậy: Đức Thánh con trước đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào tu hành Phật Pháp, làm thế nào tích tập Phật Pháp, làm thế nào để đầy đủ Phật Pháp, làm thế nào huân tập Phật Pháp, làm thế nào để tăng trưởng Phật Pháp, làm thế nào để tổng nhiếp Phật Pháp. Làm thế nào để rốt giáo Phật pháp, làm thế nào tịnh trị Phật pháp, làm thế nào thâm tịnh Phật pháp, làm thế nào thông đạt Phật pháp? Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy thương xót vì con mà diễn nói, Bồ Tát làm thế nào không bỏ thấy Phật, thường ở chỗ Phật tinh cần tu tập, Bồ Tát làm thế nào không bỏ Bồ Tát với các Bồ Tát đồng một căn lành?